Ok, chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video Yu-Gi-Oh! Master Duel từ bên channel YouTube chú Hồi Văn Hiền của mình nha. Rồi, thì khá lâu rồi thì mình mới comeback trở lại các con game Yu-Gi-Oh! Ha. Trong video này thì mình sẽ thử thách 24 giờ mình leo rank với lại cái deck Therion nha mọi người nha. Trước khi vô video thì mình cũng thiếu sót một cái phần này, thì nếu mà thiếu sót thì cái video nó cũng mất hay ha. Thì hiện tại giờ cái con game Yu-Gi-Oh! Master Duel thì nó có một update những cái con siêu châu mới nha. Đây là mặt đầu tiên thì mình sẽ review ha. Rồi, nó ra một cái con Sincho 12 sao nha, cái con Super Heavy gì đó. Con này mình thấy cũng hiệu ứng cũng ok á. Nói chung mình chỉ coi sơ sơ thôi, với lại thêm một cái con Sincho Leon 6 sao nữa nha. Mình thấy đây là những cái quân bài mới được update Yu-Gi-Oh ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạt ngang một cái pack thứ hai nữa. Một cái pack thứ hai này thì các bạn vào nó sẽ cho phi, mở phi ha. Nhưng mà ở trong đây thì mình thấy có một cái con khủng long thường ha. Con này nó được 12 sao. Ảo thật đấy. Mình thấy con này cũng ok đó nha. Thì mình thấy con này không biết là nó có kẹp chung với lại Dinomorphia đánh không biết là có ok hay không nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ mua một cái bắt phi ha. Rồi hy vọng là mình sẽ ra được một cái lá UR nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mua nha. Nếu như mình mở ra lần này mà có lá UR nữa thì ngon. Miễn phí mà. Ôi. À, ngon nha. Coi cái quá. Nani? Chứ gì hết, có lá UR nè, mình thấy mở miễn phí kiểu này là quá thơm rồi. Kèo thơm luôn mọi người. Ôi, Dinomorphia khá ngon. À, mình vô mình mua một cái hộp đựng bài mới luôn ha. Cái hộp này mình thấy cũng khá đẹp á. Mình gắn vô cho cái deck Therion của mình. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tranh thủ vào đánh luôn ha. Bây giờ mình sẽ show cái main deck của cái deck Therion của mình nha mọi người. Thì cái deck Therion của mình thì nó cũng bình thường thôi. Rồi bây giờ tiếp theo thì nó sẽ tới cái extra deck. Nói chung thì deck Therion của mình nó cũng không có cái tân binh mới để bổ sung nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái trận rank đầu tiên nha mọi người nha. Thử thách 24 giờ để mình leo rank cái deck Therion này. Hiện tại bây giờ Therion nó có cưng nổi với lại những cái bánh meta hiện tại hay không nha. Ok, vô thôi. Tên đầu tiên thì bên đối thủ hỏi đi trước ha. Không biết mình sẽ gặp cái deck nào đây. Ok, bài lên khá ổn nha mọi người nha. Có bài để chơi rồi. Wow, The Dragon Mail. Lâu lắm rồi tôi mới thấy The Dragon Mail nha. Dung hợp ở trên tay luôn. Tôi biết ngay là cái con rồng dung hợp của nó lên mà. Con rồng 10 sao. Rồi ok. Thì The Dragon Mail đi tên đầu nó chỉ có được một con rồng như này thôi. Nếu mà bài tốt thì có thể nó thêm vài con quái thú nhỏ ở dưới mổ hoặc là ở trên sân nữa nha. Bài của The Grand Mail này thấy khá khó chịu á nha. Bài lên khá đẹp á. Ôi trời ơi, móc một cái lá bài dung hợp dưới mổ lên. Bây giờ tiếp tục dung hợp tiếp nè. Căng thế nha. Rồi, dung hợp sẽ lên con gì đây? Cô hầu gái. Cô hầu rồng. Ok, một con dung hợp chính sao. Bây giờ tới lượt mình nha. Tàu win. Ok, bây giờ mình sẽ kích hoạt effect rồi. Mình sẽ kích luôn tàu win nha. Rồi, dục một con kinh xuống dưới đi. Ok, thổi ra cái lá bài phép này, lá bài 7 của nó úp ở dưới sân nè. Thế nè, mình cũng phải dụ cái con 10 sao của nó kích effect nha. Chứ đợi nó trên sân khó chịu lắm. Rồi, tàu win của mình đã bay màu. Tiếp tục thì nó sẽ lên một cái con dung hợp 9 sao. Thì cứ mỗi mấy cái con 9 sao này nó mà lên thì nó sẽ kích effect ở dưới mổ. Và nó sẽ moi những cái con The Grand Mail lên nha. Thì nói chung thì hai con thì nó sẽ dùng hai cái effect liên tục luôn. Cái con level 2 sao thì nó chen 3 lá ở trong cái bộ bài nó xuống mổ rồi. Khó chịu thế. Hai con. Ok, giờ để mình xem cái The Grand Mail này họ múa sẽ như thế nào đây. Hiện tại giờ đang là cái tên của bên mình nha. Cái lá bài dung hợp phép, cái lá bài kỳ của The Grand Mail vẫn đang còn nằm ở dưới mổ nha. Nhưng mà chắc The Grand Mail này cái móc cái lá mà dung hợp cũng khá là dễ dàng nha. Không có khó gì đâu. Rồi bây giờ tới lượt mình nha. Ok, Simon kinh xuống trước đã. Ít nhất trên sân của mình cũng phải có một cái này gây mới được. Không có thì hơi mệt nha. Ok, kinh xuống rồi. Dễ chịu nha. Bên kia nó sẽ kích hoạt cái lá bài cháp. Ok, mình thì gây luôn đi.
Ok, vô hiệu quá. Sự kích hoạt của đối phương, mình bỏ một cái con kinh của mình xuống dưới mộ để mình summon cái con 7 sao của mình lên. Bây giờ mình sẽ kích cái lá phép nha. Mình sẽ bỏ Lily xuống đi. Có thể là mình sẽ bỏ Lily xuống nha. Mình sẽ bỏ Lily xuống. Không, mình quyết định rồi. Mình sẽ bỏ cái con 8 sao này xuống nha. Ok, giờ mình chết mổ. Lên nè, lên con 7 sao bắn kẹt luôn. Ok, được thì mình sẽ XYZ lên luôn nha mọi người. Kích lá phép luôn. Rồi thêm 2 kẹt nha. Ok, bỏ một quái thú. Ôi trời ơi, lên cái lá phép vô trường luôn kìa. Thơm thế. Ok, kích lá phép. Lấy Lily thôi. Kèo này chỉ có lấy Lily thì mới lên cân nổi. Rồi Lily lên nè. Lily lên thì chắc mình giờ mình sẽ kích cái lá 7 sao đi, bắn kẹt nữa. Ok, phá được một con nè. Summon Lily xuống. Đó, có thể là mình XYZ lên luôn nha. Có thể là XYZ. Mình bỏ đi cái lá chỉ tay đi. XYZ. Từ từ đã nha. Thôi, lấy lá cháp thôi. Lấy lá cháp đi. Bài này cần lấy cháp hơn. Lá cháp thì nó ok hơn đối với mình. Đấy, cháp lên tay rồi. Bây giờ mình sẽ kích effect của cái con 8 sao ở dưới nha. Bỏ đi chỉ tay đi. Bỏ luôn chỉ tay nè. Giờ mình sẽ XYZ lên. Có thể là mình sẽ lên tàu bay nha. Lên tàu bay trước thôi mọi người. Rồi, lên tàu bay thì ví dụ mà qua tên của đối thủ thì mình kích effect của tàu bay để mình lẩn trốn. Qua tên sau thì mình có thể XYZ lên tiếp. Cũng khá ổn. Mà được bắn kẹt nữa nha. Bây giờ mình sẽ bắn nè. Ok, phá luôn một con quái thú 9 sao trường hợp của bên nó đi. Đó, bắn nó. Ok, bắn xong thì mình sẽ úp cái lá cháp xuống. Giờ để mình XYZ cái con 8 rank 8 lên. Ok, cái defect nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì đây? Nhức đầu quá. Ok, mình sẽ lấy kiến. Lấy kiến thì có gì mình còn đẩy bài về. Rồi, giờ mình xâm kiến xuống thôi. Rồi, bài vậy khá ok rồi. Chắc tên này mình sẽ không battle nó đâu. Không battle được. Úp xuống và mình sẽ ăn tên thôi. Bây giờ tới lượt đối thủ. Giờ đang tới tên của đối thủ ha. Bây giờ để mình xem con đối thủ họ sẽ múa cái gì đây. Kích hoạt cái lá bài cháp ở dưới mộ. Ok, lấy môi cái con dung hợp chính sao từ mộ lên. Nói chung thì cứ từ từ đi. Mình cũng vẫn chưa có kích effect mỗi đâu. Ê khoan nha, cái con chính sao nó có hiệu ứng bắn kẹt nha. Hơi mệt nha. Ok, kích cái lá cháp thôi nè. Phải kích lá cháp thôi. Kích luôn cái hiệu ứng số 3 của lá cháp luôn nè. Đó, negate, vừa negate mà vừa ban nít luôn. Mình thấy cái lá cháp của Therion khá ngon. Ôi giời, nó kích hoạt thêm một cái lá bài phép nữa. Ok, lá bài phép này nó cũng không có quan trọng gì mấy. Chỉ quan trọng cái lá bài mà dung hợp của nó thôi. Ôi, hên quá, cái lá cháp của mình cứu một pha nha. Cái lá bài dung hợp, cái lá kỳ của nó hiện tại giờ đang còn nằm trên tay nha. Bây giờ mình cứ để dành những cái hiệu ứng của con kinh nè, với lại đá bài của con kiến vậy. Rồi bây giờ nó mới dùng nè. Ok, để cho nó lên cái con 10 sao thôi. Dung hợp luôn kìa. Há, bài này đẹp nha, bài này đẹp. Ok, boss nó lên rồi. Một con gồng 10 sao, The Dragon Mail. Đá bài về nè. Đá về gấp. Đá về thôi. Ok, nó vẫn còn hiệu ứng, nó kích. Giờ mình lấy kinh mình kích nè. Chen lên trên nó luôn. Đó. Ôi trời ơi, pha này tôi kích ẩu rồi. Chen hơi ẩu nha. Rồi, con 10 sao nó đẩy về cái bộ Echades rồi. Nhưng mà nó vẫn lấy được cái lá bài dung hợp. Cái lá bài key của nó nha. Giờ nó sẽ dung hợp lên nè. Ok, nó lên cái con 9 sao cô hồng rồng. Trời ơi, nó đấm cái con XYZ rank 8 của mình luôn rồi. Bây giờ tới tên mình nha. Bài nó chỉ có nhiêu đó thôi.
Trời ơi, lên cái lá này sao đánh. Bây giờ nó sẽ moi. Cứ từ từ, khỏi kích. Giờ cái lá 2 sao nó sẽ chen 3 lá. Bỏ 3 lá ở trong bộ bài nó xuống mổ nè. Chủ yếu là nó bỏ xuống để nó kiếm rồng lớn thôi. Bây giờ mình sẽ kích mổ nha. Kích lá bài phép nè. Lấy cái gì đây? Lấy ly ly. Ok. Mổ kích rồi. Không sao cả, không sao cả. Cứ từ từ mình cứ đợi hiệu ứng của cái con kinh ở lại. Để mình còn summon. Lúc nào mình cần thì mình dùng thôi. Rồi ly ly trên tay rồi. Ôi ôi, cái đám được. Cái đám Dragon Mail này cũng đánh cũng hơi khó chịu quá nha. Giờ mình sẽ xâm con Lily xuống. Ok. Xâm xuống. Nếu mà được thì mình coi được thì mình sẽ lên cái con number 38 luôn thì ok ấy. Đấy. Bỏ một lá trên tay đi. Lấy phép môi trường. Ok. Ngon rồi, ngon rồi. Múa đến đây là khỏe rồi đó. Thấy có phép môi trường là thấy ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy con 10 sao. Ok. Con 10 sao lên. 10 sao lên ha. Không, bây giờ mình sẽ xâm con 10 sao xuống trước đi. Chọn 3 con. Mình sẽ bắn cạc nó lên để mình bắn nó thôi. Rất tiếc là bị sai combo cái con 10 sao rồi. Nhưng mà không sao. Mình kích được cái hiệu ứng của con 7 sao mà. Bắn cạc nó. Ok. Bắn mày luôn. Rồi giờ mình sẽ ít đi dép lên nha. Lên. Lên tàu bay luôn. Ok, giờ mình sẽ bắn cạc tiếp luôn. Có con 7 sao với lại con tàu bay này bắn cạc khá là ngon nha. Kích effect nha. Bắn cái lá phép của nó. Ok, thả kinh xuống. Bắn nè. Rồi. Mổ nó vẫn kích kìa. Kích luôn. Mình kích effect của con kinh hiện tại đang ở dưới khu vực bài phép với bài 7. Làm nguyên liệu kiểu vậy. Mình kích để mình không cho nó kích cái lá phép. Bây giờ mình ít dép lên con rank 8 lại. Lúc nãy nó chơi nó phá cái con rank 8 của mình rồi. Nó bắn cái con rank 8 hơi uổng. Ok. Bây giờ mình sẽ kích effect của cái con rank 8 nha. Lấy lá bài phép. Bây giờ mình sẽ pe đồ luôn. Mình chỉ sợ cái con 9 sao của nó lên đó, nó phá cái lá bài phép môi trường của mình đó. Nên mình lấy thêm một cái lá bài phép môi trường nữa. Khó chịu thế. Trời ơi, nó bắn nữa kìa. Hey, cái thằng Dragon Mail này nó không có bắn cái lá bài phép của mình ha. Hên, hên, hên. Ok, bây giờ mình sẽ lấy kinh ở dưới mộ lên. Cứ mỗi một lần mà nó đấm mình thì mình cứ lấy thôi. Kinh lên sân nha. Ok. Kèo này nếu mà lên được number number 38 thì ngon. Còn ôi hết thời gian, hết thời gian. Được thì mình sẽ lấy number 38 lên luôn. Chắc kèo này là lấy number 38 rồi. Counter cái lá ba bài dung hợp của nó nha. Rồi number 38 của mình lên sân nha. Hợp lý, hợp lý. Còn 21 giây. Ok. Giờ mình anten thôi. Giờ mình cũng không có đấm nó được. Rồi cái lá bài chính xác của nó kích rồi kìa. Rồi. Mình kích kiến thôi. Đẩy bài về. Đẩy về, đẩy về, đẩy về. Ok. Nó định kéo dưới mẫu lên nè. Bên kia nó kích thêm cái lá. Ủa sao mà nó chơi cái lá bài phép là nhiều vậy? Không, nó bờ 38 mình không có dùng. Mình chỉ dùng ngay đúng cái lá mà dung hợp của nó thôi. Ok. Number 38 không biết là game này có thể hiện được hay không nha. Bài The Gun Mail này hơi bị đẹp tai nha. Tôi đánh giá rất cao á. Đó. Lá bài phép đó lên tay rồi kìa. Mình chuẩn bị negate nó luôn nè. Là dung hợp hả? Kích effect của Number 38. Ok. Không biết là nó còn lấy được nữa hay không nha. Nói chung cái bọn Dragon Mail này mà lấy cái lá bài phép dung hợp dễ lắm. Không có khó. Giờ hơi khó. Mới vừa này gây xong giờ hết rồi. Giờ nó lên con gì đây? Ok. Lên con 9 sao hả? Ủa sao nó không lên con 10 sao ta? Oh.
Đấy. Trên tay nó hết bài rồi. Ok. À, thật cái đối thủ của mình thấy này chiên và đánh The Gunmail nha, đánh cực kỳ khó chịu luôn, lâu vái liền ra. Thật muốn ăn được nó hơi bị khó nha. Cái gì vậy chú, sao đánh tôi? Cái lá bài phép môi trường của tôi vẫn còn ở trên sân mà. Ok, bỏ cái lá bài phép xuống ngổ rồi. Rồi, chịu khó mất thêm một ít điểm gốc. Bây giờ cái lá bài phép môi trường của mình kích nữa nè. Ok, lấy kinh lên. Nếu mà lúc nãy mà nó bắn cái lá bài phép môi trường của mình, có thể là mình gặp mệt mỏi nha. Nhưng mà nó tấp ơi, kiếm lên luôn rồi. Kiếm lên, kiếm lên. Hơi ngon nha. Rồi, kiếm lên rồi thì mày đầy xe. Rồi, kích kiếm thôi mọi người. Kích kiếm xuống nha. Úp xuống. Bây giờ tới tôi thể hiện nha. Ở lên kinh nè. Ok, móc ly ly lên. Móc ly ly từ dưới mổ lên sân nha. Đó. Bây giờ mình sẽ kích cái lá bài phép dưới mổ thôi. Lấy cháp. Lấy cháp trước đi, tính gì tính. Đó. Nói chung là Gunmail này chỉ cần có lá cháp thôi là có thể giải quyết được. Nhưng mà quan trọng là cháp có trên tay hay là không thôi. Rồi, giờ bắn kẹt thôi nè. Kích con 7 sao. Bắn cái con 9 sao của nó thôi. Bắn. Ok. Giờ mình sẽ úp cái lá cháp xuống. Giờ là đấm. Rồi. Mày hả mày. Kích lá phép nè. Lấy 7 sao lên nè. Rồi. Đấm tiếp luôn. Mày nè. Ôi. Tại sao mình ẩu thế? Chỉ qua men phải 2. Xâm kiến. Phải xâm con 7 sao xuống. Lên kinh tiếp hả? Ok, lên kinh tiếp. Rồi. Anh tên. Bây giờ tới lượt đối thủ ha. Kích một cái lá bài phép. Nó cứ mồi cái con 9 sao lên hoài ta. Rồi giờ mình cứ kích kiến để mình đá nó về thôi. Lên đâu nữa mà lên. Bài của tôi hiện tại giờ đang trên tay của bạn mà. Bạn ngúa gì. Ok, mình cứ không kích effect. Đó. Cái lá bài phép đó kìa. Dung hợp kìa. Đó, 10 sao lên, 10 sao lên. 10 sao lên rồi làm gì đây? Battle là làm gì đây? Từ từ đã, nó đang dụ mình. Trời ơi, nó kéo thêm con gồng 9 sao chứ mổ lên nữa kìa. Ok. Mình có cái lá bài phép môi trường của mình đỡ mà, không sao cả. Bây giờ mình sẽ bỏ cái lá phép xuống nha. Rồi coi nó làm cái gì đây. Bây giờ trên sân của mình thì gây vẫn có mà. Kinh có với lại lá cháp có nữa nha. Rồi giờ mình lấy kiếm lên nha. Đó giờ cái con 10 sao nó kích nè. 10 sao kích hả? Ừ kìa, con 10 sao nó kích mà có con kinh không chen được luôn. Với lá cháp không chen được luôn kìa. Căng thế. Rồi. Giờ sao đây? Ôi chọi lông gà rồi làm sao lên chọi lông gà tầm nay sao đánh mày. Kích cái lá cháp bay màu nha em, có lá cháp tôi ở trên đây là chỉ có bay màu thôi. Đấy giờ sao bạn còn gì để chống với tôi nữa không? Giờ mình xuống ly ly nè, xuống ly ly nha, lấy bắn cạc. Đấy xâm lên đây, kích mổ nha. Kích mổ rồi mình lấy gì đây? Ok, lấy con 8 sao này đi. Được thì mình ít đi dép lên. Mà không biết mình còn không? Mình còn thứ để ít đi dép lên hay không? Tại cha đét của mình bỏ mấy con kia có 2 lá thôi. Ok, xâm xuống nè. Được thì đấm luôn. Kích effect con 8 sao. Bỏ chỗ lông gà nè. Ok. Rồi kèo này chắc là mình đóng nó luôn thôi. Kích con 7 sao bắn kẹt rồi mình OTK nó luôn. Tầm này là chỉ có OTK thôi. Đấy. Đủ đam rồi, đủ đam OTK nữa rồi. Rồi bé đồ. Một đóng nè. Hai nè. Ba nè. Ok, vậy là mình đã kết thúc cái
cái trận tranh. Thật sự cái thằng The Gamel này đánh hay nha, đánh bài nó khó ăn, ăn nó hơi khó nha. Rồi ok, vậy là video của mình xin phép kết thúc tại đây nha. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người. Nếu các bạn thích video này nhớ bấm like, lại bấm đăng ký channel YouTube của mình nha. Và chắc sắp tới mình sẽ comeback trở lại cái con game Yu-Gi-Oh! Matador nha. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.